Xin chào các anh chị nhà đầu tư đã đến với video phân tích và định giá cổ phiếu. Chúng ta sẽ làm cho nội dung tuần tới từ ngày 24 cho đến ngày 28 tháng 6, đúng không ạ? Trong ngắn hạn thì các bạn có thể thấy là cái xu hướng vận động này, thứ nhất là cái dòng tiền lớn ở cái đoạn này nó đang chậm lại một tí. Trong ngắn hạn thì các bạn phải lưu ý là chúng ta vẫn đang có vùng kháng cự này 1290, đúng không ạ? 1290 và 1300 là kháng cự ngắn hạn. Và do có cái kháng cự ngắn hạn này thì cái tâm lý của nhà đầu tư đang chậm. Do vậy thì những cái nhịp ra vào, những cái nhịp giao dịch của các bạn ngắn hạn, nếu như mà chỉ đầu tư ngắn hạn ở trong cái giai đoạn này, thì mình đánh giá là các anh chị nên chậm lại, an toàn lại một tí nha. Đó là những cái đánh giá của mình dựa vào cái biểu đồ kỹ thuật và dựa vào cái dòng tiền ở trong cái giai đoạn hiện tại. Thế còn về cái tầm nhìn dài hơi hơn á, dài hạn hơn á, thì mình thấy là các anh chị vẫn cứ nắm giữ và đầu tư. Đó, tại vì cái xu hướng này nó vẫn đang khá là tích cực và nó tích lũy như thế này thì khá là bền và chặt, chứ chưa có vấn đề gì xấu ở trong cái xu hướng gọi là dài hạn cả. Do vậy thì dài hạn thì chúng ta đầu tư, chúng ta an tâm ở trong đoạn này, nhưng mà ngắn hạn thì các bạn cần phải chậm lại và an toàn hơn. Đó, tỷ trọng ra vào và hạn chế cái khu vực margin ở trong cái vùng kháng cự. Còn về cái xu hướng của dòng tiền thì đoạn này các bạn thấy là thị trường nó chỉ tập trung vào một vài cái nhóm ngành thôi. Nếu bạn theo dõi thị trường thường xuyên thì chúng ta có thể thấy là những cái nhóm như là nhóm cảng biển này, nhóm cảng biển này, rồi nhóm thép, một nhóm nữa đó là nhóm cổ phiếu ngành công nghệ, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là dòng tiền nó chỉ loanh quanh ba cái nhóm đó là chính, và cái xu hướng nó tương đối là tích cực, kéo tăng rất là mạnh. Nếu như nắm giữ cổ phiếu đó thì chúng ta khá là tích cực rồi. Tuy nhiên nếu như mà rơi vào phải những cái dòng cổ phiếu còn lại, ví dụ như bất động sản, thì các bạn thấy là tổng thể thì nó khá là tiêu cực. Xu hướng ngắn hạn của tổng thể nhóm bất động sản là tiêu cực. Mình chỉ đánh giá cao con NTL, mình chia sẻ và nhắc cái mã cổ phiếu này rất là nhiều cùng với các anh chị. Tại vì sao mình hay nhắc con đó? Tại vì nó có cái sức khỏe tài chính cao. Và tất nhiên dựa vào cái sức khỏe tài chính cao đó thì NTL phát triển đô thị Nam Từ Liêm nó cũng đã tăng rất là nóng rồi. Tăng rất là nóng rồi, đó là nhóm bất động sản. Nhóm chứng khoán cũng xấu các bạn nha. Nhóm chứng khoán các bạn có thể thấy là tiêu cực trong ngắn hạn. Rồi nhóm bất động sản khu công nghiệp, nhóm xây dựng tương tự như vậy, tiêu cực trong ngắn hạn. À, và dòng tiền nó chỉ tập trung một vài nhóm ngành. Do vậy thì các bạn thực sự là thận trọng. Nếu như mà chọn và mua cổ phiếu không đúng trong thời điểm này là gần như cái danh mục nó chỉ đi ngang hoặc là nó cứ xoay quay mỗi ngày, nó cắt các bạn một xíu thì nó không hay. À, thì một số cái chia sẻ như vậy. À, chúng ta sẽ đến với một số các phần bình luận của các anh chị nhà đầu tư ở phía bên dưới. Đầu tiên đó là câu hỏi về TTF các bạn nhé. Sếp đang định giá và phân tích tài chính con TTF giúp em với nhé. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta có đầu tiên đó là mã cổ phiếu TTF. Đó, thì các bạn phải nhắn tin ở phía bình luận ở phía bên dưới nha. Các bạn một số các anh chị không bình luận thì mình không biết cái mã cổ phiếu nào, thì các bạn cứ bình luận ở phía bên dưới, có thời gian mình sẽ hỗ trợ và trao đổi cùng với các anh chị trong cái nội dung. Trước tiên là chúng ta duyệt và xét qua cái sức khỏe tài chính của TTF nó như thế nào. Thì trên màn hình các bạn thấy đây là một dạng cổ phiếu mid cap. Do cái vốn hóa nó nằm ở cái dạng mid cap, do vậy thì những cái cổ phiếu này, cái dòng tiền thường sẽ là nơi lánh nạn khi mà các cái nhóm trụ không chạy được, thì cái nhóm mid cap này nó mới vào sóng và vào cái chu kỳ. Nhìn sơ qua thì chúng ta thấy là cái thanh khoản giao dịch nó vốn thấp, như vậy thì cái con này các bạn lưu ý là chúng ta giao dịch tầm dưới 100 triệu thì nó hợp, chứ còn cao quá thì nó bị kẹp thanh khoản thì không hay. Thì mình đánh giá đi để có một cái khoảng khoảng an toàn cho các bạn khi mà các bạn giao dịch thôi. Tiếp theo đó là về chấm điểm thì các bạn thấy nó 1.25 trên thang 10. Đó, và với cái phong cách của mình thì các bạn xem các bạn biết rồi, mình 6 điểm trở lên, 6,6 điểm trở lên thì mình mới đưa vào danh sách để mình tiếp tục lọc, mình tiếp tục phân tích đầu tư. Chứ còn 1.25 thì rõ ràng chúng ta chỉ đầu tư nó với cái phương diện là có dòng tiền thì chúng ta có dòng tiền, có điểm mua thì chúng ta vào ra lướt sóng ngắn hạn thôi ha. Đó, chúng ta có thể kiểm tra cái xu hướng này thì các bạn thấy là xu hướng nó thấu xấu nhé. Mình đánh giá nó là yếu và vẫn đang giảm này. Đó, May vẫn đang di chuyển dưới May, giá đang giao dịch là 3.9. Cái nền cao nhất ở trên này là 4.23 mà nó không thoát được, dòng tiền lớn thì cũng không còn. Kết hợp những cái yếu tố này theo mình đánh giá là con TTF này các anh chị theo dõi thêm đã, theo dõi thêm đã. Chưa phải là nó giảm như thế này thì chúng ta nghĩ nó rẻ đâu. Còn biết nó rẻ hay không thì chúng ta làm định giá. Sẵn đây chúng ta làm cái định giá con TTF để xem nó ở mức nào các bạn nhé. Rồi các bạn cùng mình chúng ta lấy cái định giá của mã cổ phiếu TTF, chúng ta nhập vào TTF các bạn nhé. TTF này, TTF thì chúng ta sẽ lấy được cái giá trị trong báo cáo tài chính
Các bạn lưu ý là để chúng ta định giá chính xác thì các bạn phải lấy ít nhất là 10 năm, trên 10 năm càng tốt thì cái giá trị nó mới ước lượng và nó lũy kế. Nó lũy kế thì nó mới tính toán ra được cái giá trị trong tương lai được. Rồi chúng ta dùng nhiều cái phương pháp định giá để chúng ta lấy cái giá trị tham chiếu chuẩn, rồi chúng ta lấy cái giá trị trung bình, rồi chúng ta lấy cái độ lệch, cái vi sai như thế nào để chúng ta tiếp tục chúng ta tính các cái giá trị cho nó chuẩn xác và nó có cái xác suất cao các bạn nha. Rồi như vậy thì điểm số là thấp rồi, sức khỏe tài chính thấp rồi, một số cái thông tin mình đánh giá cũng rất là kém, ví dụ như lưu chuyển tiền tệ này, tức là cái dòng tiền kinh doanh của nó một số cái giai đoạn nó bị âm, tăng trưởng âm, các bạn thấy không ạ? Đó, rồi nợ tài sản vốn chủ sở hữu thì vay nợ rất là cao, tuy nhiên thì sinh lời hiệu quả không có. Thì đó là những cái điều mà chúng ta nên chú ý khi mà chúng ta đầu tư một cái cổ phiếu mà được đánh giá không cao. Giá đang giao dịch là 3.9, giả sử như mình mua 3.9 thì mình thấy là cái định giá nó vẫn định giá nó không chấm hết được này. Các bạn thấy một số phương pháp định giá nó bị lỗi, ví dụ như là phương pháp dòng tiền tương lai, rồi phương pháp FCFF AVE này thì nó bị lỗi. Tuy nhiên một số phương pháp còn lại thì nó chỉ cho mức định giá rất là thấp, định giá là thấp. Do vậy thì những cái cổ phiếu này chúng ta lưu ý là chỉ đầu tư ngắn hạn cho vui thôi. Khi mà nó có điểm mua thì các anh chị vào, lướt sai thì các anh chị cắt bỏ, chứ không có định hướng là nắm giữ dài hạn hay đầu tư lâu dài đối với mã cổ phiếu này. Tại vì mình biết cái tâm lý của một số các anh chị là thấy nó giảm một mạch từ ví dụ từ vùng 6 xuống vùng 3.9 thì các anh chị là nghĩ nó đã giảm rẻ rồi. Không phải đâu các anh chị, muốn biết nó rẻ hay không là chúng ta phải định giá như vừa rồi á, chúng ta phải xem cái báo cáo kinh doanh trong 10 năm rồi chúng ta mới định giá và đánh giá được cổ phiếu nó nằm ở vùng nào. Định giá được thì chúng ta mới biết nó đắt hay rẻ. Và qua phương pháp định giá này các bạn thấy là TTF vẫn chưa thực sự rẻ và chỉ phù hợp với phương pháp ngắn hạn, khi có đủ cái tín hiệu kỹ thuật, khi mà có đủ cái nền mua và cái dòng tiền thì chúng ta mới tham gia thôi. Nói vậy để các anh chị đầu tư cho nó hợp lý, tránh tình trạng mà các anh chị thấy nó rẻ rồi các anh chị vào cái số vốn quá là lớn thì nó lại mất an toàn. Thì mình chia sẻ như vậy. S định giá IMB được không ạ? VSC sao mình không thấy video định giá nhỉ? VSC có định giá rồi các bạn nhé. Trước tiên là con IMB này, IMB và cả con VSC. VSC thì lúc trước chúng ta có định giá rồi, thì mã cổ phiếu VSC của Container Việt Nam thì được định giá ở khu vực giá 26 cho đến khu vực giá 28. Mình vẫn đang nắm giữ và đầu tư con này. Lợi nhuận thì mới chỉ 10% thôi, lợi nhuận mới chỉ 10% đối với VSC thôi. Tất nhiên là mình phải sẽ tiếp tục nắm giữ, và nếu như cái xu hướng này mình nó điều chỉnh thì lại là cơ hội làm chi ạ? Để chúng ta gom thêm, chúng ta mua thêm, chúng ta nắm giữ. Và mục tiêu của mình là 26 đến 28 thì mình mới bán ra. Các bạn có thể thấy là vận động dài hạn theo định giá thì nó rất là chậm, rất là khó chịu. Tuy nhiên thì chúng ta có cái tầm nhìn dài ra một tí thì chúng ta sẽ rất là khỏe và thoáng. Ví dụ như đoạn trước con DBM cũng vậy. Các anh chị nhìn nó cứ sình sình, các anh chị ít muốn mua đúng không? Tuy nhiên mình nói là xuống 30, 32 thì các anh chị cứ mua vào. Định giá của nó lên 38, 40 thì bán. Và quả thật thì 32, 40 ở đây mình gom nó tăng lên một mạch luôn, rất là nhanh. Và 38, 40 nó đạt rồi, nên là con DBM mình thoát rồi. Các anh chị xem kênh TikTok thì các anh chị thấy là mình thoát con DBM rồi, không giữ được, không giữ nữa. Tại vì nó đạt được định giá rồi, đạt được cái kỳ vọng của mình rồi thì mình bán thôi. Lỡ nó có tăng nữa thì kệ, chúng ta chuyển sang cái tình trạng chúng ta mua cổ phiếu khác, nó vẫn còn đang hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Trước tiên là về IMB thì sức khỏe này các bạn thấy không ạ? Sức khỏe, con này sức khỏe tốt các bạn ha. Tuy nhiên có vấn đề các anh chị thấy là sức khỏe là tốt rồi, ok mọi thứ rồi, 8.75 trên thân 10 thì mình đánh giá rất là cao, không có gì phải bàn về sức khỏe. Tuy nhiên thì thanh khoản các bạn thấy là nó giao dịch thấp, nó là cổ phiếu thuộc dạng mid cap. Do vậy thì các bạn có đầu tư nắm giữ lâu dài thì cũng chỉ ở trong phần tỷ trọng vốn nhỏ thôi, chứ còn vốn lớn thì tham gia em nó không được, IMB các bạn nhé. Chúng ta xem sơ qua về xu hướng vận động kỹ thuật của IMB. Rồi thì mình đánh giá là trong dài hạn thì cổ phiếu có cái xu hướng tăng trưởng tốt kéo dài từ năm 2012 cho đến giai đoạn hiện tại. Giai đoạn hiện tại thì đang test cái kháng cự mạnh, đó là khu vực vùng giá 73-75 các bạn nha, 73-75. Thì các bạn thấy là lợi thế của những cái cổ phiếu mà có cái sức khỏe tài chính cao không ạ? Khi mà sức khỏe tài chính cao thì chúng ta nhìn dài hạn hơn một tí thì các bạn sẽ thấy là nó cứ tích lũy tăng dần lên. Rồi bây giờ chúng ta làm câu chuyện là định giá.
định giá xem 73 vùng này có còn rẻ hay không. Nếu như mà cái tương lai của nó vẫn còn cao, còn hấp dẫn thì khi cổ phiếu này điều chỉnh sẽ là cơ hội các bạn mua lại ha. Rồi các bạn sẽ cùng mình chúng ta nhập mã cổ phiếu đó là IMB. IMB này để định giá này, để lấy giá trị định giá này. Rồi chúng ta lấy đủ giá trị 10 năm rồi, ok các bạn nhé. Một số cổ phiếu mà nó chỉ mới có niêm yết hoặc là mới giao dịch đây thì cái báo cáo tài chính nó không đủ thì chúng ta không định giá được. Thì sau khi kiểm tra sơ qua cái thông tin về báo cáo tài chính, về cái bảng cân đối kế toán ở đây thì mình thấy là nó ổn định rồi. Thì những cái thông số này là tốt, đủ khả năng phát triển và cái sức khỏe tài chính cao. Đó, các bạn thấy không ạ? Quan trọng là cái phần định giá, thì giá nó đang giao dịch là 73 các bạn nhé. 73 mua vào nhập thì bắt đầu gần chạm một số cái mục tiêu rồi, ví dụ như là mục tiêu 47 chạm rồi nè, vượt qua rồi nè. Mục tiêu 65 là vượt qua rồi nè. Vượt mục tiêu 57.9 là vượt qua rồi nè. Chỉ còn là 4 phương pháp là còn thôi, ví dụ như 73 định giá B trên E nè. 124 là định giá theo kiểu sổ sách, thì lý thuyết thì nó sẽ định giá cao hơn so với các phương pháp thực tế còn lại. BCF đó là phương pháp dòng tiền thì các bạn thấy là 74.6, tức là nó gần chạm so với cái vùng giá mua. Và cái định giá này các bạn thấy là nó khá là chính xác khi mà nó định giá con IMB này ở quanh vùng 74. Tức là nếu như so về biểu đồ kỹ thuật thì nó lanh quanh cái kháng cự mạnh này này các bạn ha. Kháng cự mạnh như thế này. Do vậy thì với cái kết quả mà định giá nó trả về thì các bạn thấy là đây là cổ phiếu tốt. Tuy nhiên vùng 73 thì mình đánh giá là nó hơi cao so với điểm mua để chúng ta nắm giữ đầu tư dài hạn hơn rồi. Đúng không ạ? Để mà chúng ta nắm giữ và dài hạn an tâm thì chúng ta phải có chiết khấu, chúng ta phải có biên an toàn. Khi đó muốn mua được thì các bạn phải chờ những cái nhịp nó giảm xuống như thế này này thì các bạn mới gom vào. Đây này, ví dụ đoạn này nó giảm xuống đây chẳng hạn. Đây giảm xuống này thì lúc đó chúng ta mới gom vào. Cái phương pháp định giá này nó tư duy ngược các bạn nhé. Tức là chúng ta chỉ mua khi mà nó giảm sâu hơn so với định giá thì chúng ta mới mua vào. Cái lúc mà nhà đầu tư hoảng loạn á, bán ra giá nó giảm thì lúc đó chúng ta mới gom vào. Chúng ta mở cái kế hoạch ra, chúng ta gom vào tỷ trọng như thế nào chúng ta gom vào, chứ không phải là mua lúc tăng là đầu tư theo tăng trưởng hoặc là đầu tư ngắn hạn thôi. Thì cái tầm nhìn chúng ta ngắn thì chúng ta đầu tư ngắn hạn như vậy được, chứ còn mua định giá là giảm mạnh xuống thì chúng ta mới gom vào. Đó, tất nhiên là cổ phiếu đó phải tốt. Như vậy thì với cái phương pháp này, nếu như mà chúng ta lùi được cái giá mua xuống đi 70 thì bắt đầu nó lòi cái biên an toàn, lòi cái chiết khấu ra đúng không ạ? Rồi 65 đó, các bạn thấy nó ổn dần ra. Rồi 60 đó, cứ như vậy làm sao mà chúng ta lùi được cái mức giá mua xuống thì các bạn sẽ nâng được cái biên an toàn của các bạn lên thôi ha. Đó là cái trường hợp IMB các bạn nhé. Rồi bạn có hỏi là con VSC chưa định giá thì mình sau cái định giá cho các bạn nhé. VSC này đâu rồi ạ? VSC mình có làm rồi nhưng mà không biết có lưu ở đây chưa. Chúng ta kiểm tra đây, VSC đây chúng ta có làm này các bạn. Đó. Mở lên đây các bạn, hồi mình làm nó là nó có vùng 20 này thì định giá nó lên tầm 26-28, lên quanh 28 các bạn nhé. Này nhìn thì khá là hấp dẫn, định giá thì nó ổn rồi. Chúng ta làm sao mua hạ giá mua xuống để chúng ta có biên an toàn thôi nữa là chắc chắn các bạn nhé. Đó là VSC. Rồi chúng ta sẽ tạm ngừng cái nội dung video tuần tại đây á. Các bạn sẽ tiếp tục bình luận thêm ở phía bên dưới để chúng ta trao đổi thêm ở nội dung video lần sau.